Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí đầu tư và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí đầu tư và phát triển kỳ này có những nội dung chính sau. Phóng sự BIDV Ninh Thuận giải ngân gói tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Xuân Giáp Thìn. Thông tin cần biết giới thiệu chương trình BIDV IBAN. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận được xem là đơn vị đi đầu trong việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho vay sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp ở địa phương. Từ nguồn vốn của BIDV đã giúp nhiều doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và khai thác có hiệu quả các lợi thế tiềm năng của địa phương. Hiện nay, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều gói hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ghi nhận của phóng viên tạp chí Đầu tư và Phát triển. Nhanh chóng nắm bắt các nhu cầu tài chính của khách hàng, những năm qua BIDV Việt Nam nói chung, BIDV Ninh Thuận nói riêng đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động bán lẻ, trọng tâm là sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả cả về quy mô và chất lượng. Bên cạnh đó, BIDV Ninh Thuận còn hỗ trợ cho khách hàng bằng việc đã đưa ra chính sách giá cạnh tranh, ưu đãi đối với từng khách hàng dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng tín dụng, có những chính sách ưu tiên phát triển dư nợ bán lẻ, chuẩn hóa các bộ sản phẩm tín dụng bán lẻ, giảm lãi suất cho vay đối với một số nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng và tài sản đảm bảo tốt. Từ đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận đã trở thành điểm tựa giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2023, tình hình kinh tế cả nước nói chung, Ninh Thuận nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng BIDV Ninh Thuận đã chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt về tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, như giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp theo mặt bằng giảm lãi suất của thị trường, ban hành nhiều gói tín dụng với lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn từ 0,5 đến 2% mỗi năm so với lãi suất thông thường. Kết quả đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, đã có hơn 130 doanh nghiệp được giải ngân theo gói tín dụng, với doanh số giải ngân đạt hơn 3.800 tỷ đồng. Bên cạnh giảm lãi suất cho vay, BIDV Ninh Thuận cũng xác định hạn mức tín dụng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng vốn lưu động kịp thời, từ đó giúp các doanh nghiệp chủ động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp gặp khó khăn, BIDV Ninh Thuận đã tạo điều kiện cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, giúp khách hàng doanh nghiệp có điều kiện vượt qua khó khăn. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, tổng dư nợ vay tại BIDV Ninh Thuận đạt 11.195 tỷ đồng, tăng 1.652 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 12 năm 2022. Huy động vốn đạt 4.255 tỷ đồng. Chúng tôi đã chủ động giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp. Khi lãi suất thị trường giảm, chúng tôi cũng đã tận dụng các cái gói tín dụng cho vay ngắn hạn của trụ sở chính năm 23 với cái quy mô là 200.000 tỷ và cái gói tín dụng trung dài hạn với quy mô là 30.000 tỷ để thực hiện triển khai cho vay các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì đến nay thì các doanh nghiệp hầu như là chúng tôi đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu vốn cho doanh nghiệp một cách kịp thời, nhanh chóng để họ luôn đủ cái nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì bên cạnh cái lãi suất thì chúng tôi cũng đã xác định cái nhu cầu vốn cho từng cái doanh nghiệp, từng cái loại hình cụ thể để cung ứng các cái sản phẩm ra thị trường Ninh Thuận một cách kịp thời. Và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán năm nay thì chúng tôi cũng đã cung ứng cho hầu hết các cái doanh nghiệp làm thương mại, cung ứng các cái sản phẩm nhu yếu phẩm trên thị trường tỉnh Ninh Thuận. Thì thông qua cái công cụ lãi suất cũng như là cái quy mô vốn thì chúng tôi đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu vốn cũng như là tiết giảm cái chi phí là tài chính cho doanh nghiệp, họ có cái cơ sở, họ có cái khả năng để cung ứng ra cái thị trường các sản phẩm có cái giá bán phù hợp. Qua 24 năm đi vào hoạt động, từ một cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thị trường cung cấp chủ yếu trong tỉnh. Thế nhưng với sự nhạy bén trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự đồng hành của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Ninh Thuận,
hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Phú đã trở thành nhà phân phối đứng đầu ở Ninh Thuận, chuyên cung cấp các mặt hàng nước giải khát, mì tôm, dầu ăn, bột giặt, sữa tắm, bánh kẹo các loại cho các đại lý cửa hàng trong toàn tỉnh và một số địa phương lân cận ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Doanh thu của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 120 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 7 triệu đồng mỗi người một tháng. Từ ngày thành lập cho đến nay thì chúng tôi đã chọn ngân hàng BIDV là đơn vị đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình cung cấp nguồn vốn tín dụng để bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho kinh doanh, dự trữ hàng hóa và phân phối hàng hóa. Trong quá trình kinh doanh của chúng tôi có những lúc cần thật là nhiều vốn, như là những lúc bình ổn, thực hiện chương trình bình ổn giá của nhà nước. Thứ hai là các cái kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc là những cái đơn hàng có cái sản lượng cao, chiết khấu cao và giá rất là ổn định. Thì chúng tôi cũng đã được sự đồng hành hỗ trợ của ngân hàng về cung cấp vốn đủ để phục vụ cho cái nhu cầu dự trữ hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu thị trường. Thành lập năm 2015, chuyên thu mua nhân hạt điều từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước về đóng gói rồi xuất khẩu sang các nước châu Âu, nên doanh thu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Hưng Phát khá khiêm tốn. Sau khi được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ vốn vay, công ty đã mạnh dạn đầu tư thiết bị như máy rang, lò sấy, dây chuyền đóng gói, từ đó đã chủ động được nguồn hàng trong hoạt động chế biến sản xuất kinh doanh. Ngoài việc cung cấp cho thị trường trong nước, mỗi năm công ty còn xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước thuộc nhóm Liên minh EU từ 600 đến 700 tấn hạt điều thành phẩm, doanh thu khoảng 5 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 7 triệu đồng mỗi người một tháng. Đặc biệt trong quá trình hoạt động, những lúc khó khăn, BIDV Ninh Thuận luôn vào cuộc kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực như gia hạn nợ, giảm lãi suất, nâng hạn mức cho vay khi có dự án kinh doanh đảm bảo. Nhìn chung thì cái BIDV có lãi suất rất là tốt. Thứ nhất là hỗ trợ doanh nghiệp, thứ hai là cấp hạn mức hàng năm và tăng thêm hạn mức từng năm, nên là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động rất là trơn tru. Thứ hai là về giải ngân, BIDV tạo điều kiện giải ngân rất là nhanh gọn cho doanh nghiệp để mua hàng hóa xuất khẩu. Trong những lúc khó khăn như mấy năm trước bị ảnh hưởng về Covid thì ngân hàng BIDV đã hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ nhất là lại giảm lãi suất cho doanh nghiệp nhiều đợt, từ đợt 1 tới đợt 2 rồi đợt 3, đợt 4. Trong quá trình đó thì doanh nghiệp cũng xoay sở được và phát triển, sau đợt dịch thì phát triển mạnh mẽ, và hiện nay thì BIDV đã cấp hạn mức 11 tỷ cho doanh nghiệp để hoạt động và lãi suất rất là ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và từng bước khẳng định trên thị trường. Khi khách hàng đến vay vốn tại BIDV thì cán bộ tín dụng đều tư vấn rất là cụ thể, nhiệt tình, tận tâm và chi tiết, giúp cho khách hàng có thể thực hiện được ngay giao dịch. Về hồ sơ vay vốn thì được đơn giản hóa nên thời gian xét duyệt của ngân hàng cũng rất nhanh chóng. Đồng thời thì chúng tôi thường xuyên cập nhật các chương trình gói vay ưu đãi lãi suất giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí sử dụng vốn. Đồng thời chúng tôi thường xuyên giới thiệu đến quý khách hàng sử dụng các cái dịch vụ như là thanh toán lương, mua bán ngoại tệ, thanh toán chuyển khoản tự động trên các nền tảng ngân hàng số như BIDV eBank, BIDV eConnect, giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối đa được thời gian xử lý công việc. Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, BIDV Ninh Thuận tiếp tục triển khai gói tín dụng ngắn hạn Việt Nam đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp trong nước năm 2023 với quy mô dư nợ tối đa 200.000 tỷ đồng. Khi được áp dụng các gói tín dụng này, khách hàng sẽ được ưu đãi giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% so với lãi suất thông thường. Bên cạnh đó, BIDV Ninh Thuận không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích nhằm đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của doanh nghiệp.
Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu số hóa của doanh nghiệp, BIDV đang cung cấp sản phẩm ngân hàng số của doanh nghiệp BIDV iBank. Đây là chương trình ngân hàng điện tử cung cấp khách hàng tổ chức để thực hiện các giao dịch với BIDV qua Internet và điện thoại di động với các tính năng chính như chuyển tiền, thanh toán lương, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn online, mua bán ngoại tệ, tài trợ thương mại, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung đẩy mạnh cấp tín dụng cũng như là cung ứng các sản phẩm dịch vụ đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cái doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như là xuất khẩu, năng lượng tái tạo, du lịch dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì ngân hàng chúng tôi đặc biệt lưu tâm là tiếp tục ưu đãi thêm lãi suất cho cái đối tượng ưu tiên này từ 1 đến 2% trên năm, gia tăng cái tỷ lệ nợ cho vay tín chấp cũng như là thời hạn cho vay nó phù hợp với từng cái doanh nghiệp có cái luân chuyển vốn cụ thể. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp hoặc là tư vấn cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn để thực hiện từng bước tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là cái nhu cầu vốn. Thứ ba là đối với các dự án phương án có hiệu quả khả thi thì chúng tôi cho vay mới đối với sản phẩm này với cái gói tín dụng ưu đãi như chúng tôi đã nói như trên. Ngoài ra chúng tôi cũng tập trung cái chỉnh sửa cái quy trình cấp tín dụng cũng như là các thủ tục về mặt giao dịch hồ sơ vay vốn để các cái đơn giản hóa các cái thủ tục vay vốn nên các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng chú trọng chuẩn hóa cái bộ chỉ tiêu định hạn tín dụng đối với các doanh nghiệp để có cái cơ sở áp dụng các chính sách khách hàng về lãi suất, tài sản đảm bảo cũng như là các phí dịch vụ đối với từng cái khách hàng một. Với phương châm thấu hiểu và cùng chia sẻ, BIDV Ninh Thuận luôn khẳng định vị thế của mình, chủ động thu xếp các nguồn vốn ưu đãi, giá rẻ, đồng hành cùng khách hàng, gắn kết các hoạt động kinh doanh với việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sẵn sàng đáp ứng nhanh nguồn vốn ưu đãi, giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn, phát triển kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của tạp chí đầu tư và phát triển kỳ này là một thông tin cần biết, giới thiệu chương trình BIDV iBank. Mời quý vị và các bạn theo dõi. BIDV iBank là chương trình ngân hàng điện tử do BIDV cung cấp cho khách hàng tổ chức trên trình duyệt web, kênh web, trên ứng dụng di động, kênh mobile app và trên hệ thống phần mềm quản trị nội bộ của khách hàng, có thể là phần mềm kế toán nhân sự quản trị tài chính, gọi tắt là ERP. Một số các tính năng trên iBank: vấn tin tài khoản, tra soát giao dịch, chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, thanh toán lương, tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn online, bao gồm nộp bảo hiểm xã hội, dịch vụ công, mua bán ngoại tệ, tài trợ thương mại. Thông tin liên hệ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, địa chỉ số 138 đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ông Thọ An Hiền, phòng khách hàng doanh nghiệp, số điện thoại 0989 657 341. Bà Nguyễn Bá Quỳnh Thi, phòng khách hàng doanh nghiệp, số điện thoại 0972 887 118. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí đầu tư và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.